Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, bạn bè người xa trong nước cũng như ngoài nước và quý khán giả. Hiện tại ngày hôm nay cũng là đầy đủ duyên lành. Hiện tại Tháng Giỗ đang có mặt tại chùa Thiền Quang ở thành phố Hồ Chí Minh để dự buổi lễ trao tặng tượng Phật miễn phí do Hội Thiện Nguyện BDS của chú Tám Sang tài trợ. Thì hiện tại thì Tháng Giỗ mời quý cô chú anh chị bạn bè Mạnh Thường Quân hãy vào trong coi quá trình thỉnh tượng Phật như thế nào nha. Do đây là nơi đang trang nghiêm nên Tháng Giỗ không có nói chuyện lớn được, mong quý cô chú anh chị quý khán giả xem quan hỷ thông cảm ạ. Hiện tại Tháng Giỗ đang đứng đây là trên lầu 2 của chùa Thiền Quang ở thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ ở chùa Thiền Quang đây là 69B Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đang đứng trên lầu 2. Thank you.
cổng chính của chùa Từ Quang. Đây là xe, những chiếc xe cứu thương không đồng của hội thiện nguyện BDS. Đây là trước trên lầu 2 của chùa. Đây là bác Hai Phát, anh hai của chú Tấm Sang, hội thiện nguyện BDS nha. Ủa bác Hai, cây này cây gì bác Hai? Cây bồ đề đó. Cây bồ đề hả? Ờ, cây này cầu cả trăm năm có đó. Bây giờ chơi rồi cây này. Cây này là bác hai nói là cây bồ đề này có trên 100 năm rồi nha quý cô chú anh chị khán giả. Quá trình cho Phật tử thỉnh tượng Phật nha quý cô chú anh chị.
và quý khán giả. Quay lại cho khán giả coi, đây là tượng Phật quý khán giả. Đây quý Phật tử cũng đã thỉnh tượng xong rồi nha quý cô chú anh chị khán giả, đây đang ra về.